Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Ngân với Nếp đây. Đây, hai vẫn chưa từ bỏ cuộc chơi. Thì ở cái vlog này, Ngân và Nếp sẽ chơi một cái trò chơi khác. Trò chơi này thì mình sẽ đoán tên ca sĩ bắt đầu bằng một chữ cái và phải hát được một bài hát của ca sĩ đó thì mới được công nhận đáp án là đúng. Yeah. Ví dụ như nha, tên ca sĩ bắt đầu bằng chữ T thì có ca sĩ Lưu Phước Thịnh và một bài hát của anh Lưu Phước Thịnh là Về Hạ Mục Đoàn. Thương em là điều anh không thể ngờ. Rồi, let's mời đưa công nhận là mình đã quá. Sau một hồi chuẩn bị thì bọn mình đã các bạn chữ cái. Đó, nói chung là và bây giờ thì sẽ bốc thăm chúng cái tên cái chữ cái nào thì mình sẽ nói tên ca sĩ đấy và hát một bài hát của ca sĩ đấy nha. Bây giờ ai bốc thăm trước nào, còn gì thì ok nhá. 1 2 3. Một hai ba. Đừng có sợ mình hơn. Ok, bốc nha. Hình như là nếp thể được mé cái chữ đó. Chữ N. Đây, mọi người hãy giữ ghi dọa chữ N nha mọi người. Chữ N là có tên ca sĩ là Lưu Phước Thịnh. Đi đâu cũng Lưu Phước Thịnh nha mọi người. Chưa là thương ấy. Nếp là đi quốc trong bụng ngưng luôn. Không có bài là biết nhiều bài lắm mà không có nhớ được. Chăm khe. Quên tiếng Anh. Chăm khe tiếng Anh một chút thôi. Mình đụng đôi mình kêu anh Phước Thịnh rồi. Thì bây giờ sẽ hát bài Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ. Rồi đó. Rồi, ok. Đinh Mạnh Ninh. Ôi, cái tên này lâu lắm rồi, biết bài gì không? Như cho anh cái xa. Thì hát khúc là được. Thì hát là được mà. Biết đâu mà này là lấy tình thang người say bên mình. Biết đâu em nhẹ nhàng hôn lên môi này câu du tình. Biết đâu em nhẹ. Dù cho cách xa hả? Dù cho mình cách xa. Có bài Mùa Yêu Đầu nữa nè. Nhiều bài hay lắm, để mình nhiều bài hay lắm. Ok. Rồi, được ngon. Chữ N thì còn có ca sĩ gì ta? Nguyễn Đình Vũ. Bài hát của Nguyễn Đình Vũ là còn lại gì cho nhau sau bao nhiêu thương em đánh rơi, chỉ còn lại nỗi đau để em mong chờ anh tới, cứ thế mong chờ đến những phút thân thờ một mình trong bơ vơ đôi chân lang thang tìm lối thoát. Yeah, một bài rất là hot luôn. Yeah. Ủa chưa đi nếp không? Vẫn là chữ N. Ngô Kiền Huy. Trời ơi, quên mất. Truyền thái y đi. Anh đã quên mất luôn rồi về từng tiếng âm này. Anh đau điên. Rồi truyền thái y đi. Không dùng. Ta biết chữ N rồi. Biết ai rồi? Đông Nhi. Yeah. Idol mình quên mất. Bài Xin Anh Đừng. Xin anh đừng nói em, xin anh đừng nói một lần. Mình đang được chiều thua và tỷ số nó chỉ là 1-0 bên Nếp. Yeah. Ở ngoài thì sẽ đoán được nhiều tên hơn mà tự nhiên lúc ngồi chơi lại không nhớ gì hết. Bởi vậy là chúng ta chơi một cái thử gì chúng ta không biết chuẩn bị trước. Yes. Và bây giờ tí thì lần trước là ngưng bốc rồi, bây giờ Nếp bốc nha. Bốc cho tên hên nha. Bốc chúng cái chữ khó là chết luôn. Cái gì vậy? Dễ, chữ T. Đây nha mọi người, chữ T. Chữ T. Nếp bốc hiện chứ. Lần này là Nếp trước hả hay sao? Nếp bốc hả? Đúng rồi, Nếp thẳng cho nên Nếp sẽ đoạn trước. Tự nhiên cho mình bị đấy ta. T. Chữ T cũng khá là nhiều. Thuy Chi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh đang có anh em yêu dấu mà không trở về. Rồi. Không, tên là nhiều lắm. Tí là tụi máy lắm nha mọi người. Thịnh Suy. Wow. Khi đôi môi em còn đỏ mộng, anh muốn nói anh yêu em. Khi em còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Trời sao anh có thể quên được. Biết ai rồi? Sơn Tùng. Có chắc yêu là đây. Có chắc yêu là đây.
chuyện là đi, 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 có chuyện là đi, 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 có chuyện là đi, đi, trong tâm trí. Ok, 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 đi sẽ hàng xóm này nhỉ, tê tình, tiền, đang tê tình việc bắt chứ nữa, trời ơi, tiền, bỏ tay, mình sinh hàng ở đây, trời ơi, không ngờ đúng đó, tiền thân bình này, đúng rồi, là gì nữa, vợ chấm thì vợ chá, tên là ai, ai đó, Thái Trinh, ờ đúng rồi, Thái Trinh, Tổng Hứng, ờ đúng rồi, trời ơi, Thú Minh, tiếp tí nữa ai thua đi nấu cơm nhá. Ôi chính ra mình là người thua hai ván rồi, mình bệnh mồm kia. Đúng rồi, đúng rồi, ngang đi nấu cơm đi ngang. Nhìn thấy anh ấy thấy 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 một cái vẻ mặt rất là nguy hiểm và hơi khá sợ. A nha mọi người. À, mọi người có đoán được ai thì dễ đó. Đây mà chừng ca sĩ Bảo Anh. Rồi. Bài Bảo Anh hả? Ca sĩ Bảo Anh thì có bài à? Chẳng còn nhớ quên anh từ bao giờ. Ngày chia tay em không còn bất ngờ. Hạnh phúc đã nhạt nhòa kể từ anh cách xa. Đó, bài lời yêu đó. Đi tìm anh thì quên cái mới lâu còn quên. Thôi, tại nét chưa thua. Ngồi cho con gái thì trời ơi. Cái cục đang ống ra ngoài. Tôi rồi đúng không? Nè, Bùi Anh Tuấn nè. Hai Anh Tuấn nè. Gì nữa ta? Phục móc, phục móc. Bốc từ mua khó khó. Chữ L. Chữ L nha mọi người. L hả? Ừ. Chữ L, L. Chữ L ai ta? À, Lương Bích Hữu. Ừ. Nếu thích em thì anh hãy nói qua ai nhỉ. Em yêu anh chờ mà hôm nay da hứa chàng đã thích em rồi anh hãy nói qua ai đi làm việc là ngóng trong từ lâu. Ngân có luôn. Bùi Lan Hương. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vô quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ. Wow. Yeah. Lời nhiều. Ừ, nhiều. Nhiều mà. Nhiều. Nói nhiều. Nhiều mà. Rồi, ca sĩ Uyên Linh nha. Ghê 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 ghê. Chờ người nói anh về đâu mang thêm dấu yêu. Chờ chen cho nhau những đêm hoa về. Rồi có ca sĩ L hả? Linh. Này này ngồi tao cũng biết rồi. Biết ca sĩ gì rồi? Hoàng Thùy Linh. Wow. Bài để mi nói cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Xuân đang tới rồi nên mị cũng muốn đi chơi. L thì còn có ca sĩ là Lê Bảo Bình. Thôi hạ cái bài mâm. Người ấy là lựa chọn. Người ấy là lựa chọn của em thì nên em hãy bước về bên đây có sao là nhìn về bên này. Đó, ghê chưa. L tiếp đi nào. À, biết luôn. Chứ Lê luôn gợi ý cho đó. Ủa Lê tín hả? Họ Một người mà mình cũng biết đến từ Sing My Song. Đó chính là Lê Thường Hiếu. Ghê. Ghê. Bài gì? Ông bà anh yêu nhau thời chưa có TV. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe. Ok, chấp nhận. Tạm chấp nhận. Rồi Lê Thị Hiếu đúng không? Bây giờ đến Lưu Hương Giang. Wow. Bài Get High á. Từng âm thanh vang lên và tiếng yêu ngập tràn. Na 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 na, ta lại muốn anh sao? Một tình yêu, một khát khao. Tonight we get high. Rất là nhiều quả đến nỗi mà những thứ nhiều quả mà đến nỗi. Thôi đừng đi nữa. Tiếp đi.
Ui, mình trả lời vậy đó. Ừ. Vì nếp quá thông minh và rất nhiều tên ca sĩ cho nên là nếp không nhận nổi. Cho nên là bạn nghĩ là nếp nhường nổi cho mọi người. Để tỷ số 2 đều, là coi như là chúng ta kết thúc cuộc chơi là vừa đẹp không nha mọi người. Và thời lượng và cái vlog của hai đứa mình cũng khá là dài, khá là sang. Ai mà coi đến hết cái vlog này thì yêu mọi người rất là nhiều. Đúng rồi. Tim tim. Và chắc là mọi người sẽ dừng vlog ở đây. Và hẹn gặp mọi người những vlog lần sau nữa. Và lại là câu nói quen thuộc. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Nếp và Ngân một like, comment and subscribe. Yeah. Ok, bye bye. Bye bye.